lúc đó cũng bắt đầu có suy nghĩ à, cùng ở trong Nam công tác thế được 2 ngày. Anh hỏi luôn có lấy anh không? Trước khi gặp lại cô này thì em có người yêu chưa? Trời tá lạ luôn. Tá lạ luôn. Chắc là chắc bị sự cố vậy đó. Nên là giờ gặp đây mà muốn cưới liền đúng không? Thì đó. Trời. Sau khi cưới về thì phát hiện một số điều. Cái phát hiện đầu tiên là trời cũng cao ráo đẹp trai hoành tráng mà sao? Có lẽ nào mà mình nhìn nhầm hay mình mở mắt sao lấy về mình thấy lùn dữ? Cảnh nhà nhiều quá. Ghét để vậy cho bỏ ghét. Nhiều khi em cứ cảm thấy anh nói chuyện với em giống như mẹ chồng nói chuyện với nàng dâu. Sao mới? Để ý căn nhà kỹ lưỡng mệt rồi về nhà nhìn thấy một em chỗ xanh non mơn mởn trong nhà xanh mà xanh non đấy chị ừ mẹ luôn. Tuyến này là Tuyến làm việc ngay bên cạnh đi công tác cùng rồi này kia mà chồng em thì cũng hay đi công tác dài ngày. Chồng ngọt ngào với khách hàng mà chồng chả bao giờ ngọt với vợ, vợ cũng đôi khi cũng thèm thuồng cái cảm giác được chồng ngọt ngào. Em là Trần Công Minh, em đến từ quê Thanh Hóa, em 33, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Công việc của em là bên kinh doanh về cái mặt hàng về kính trang trí nội thất ngoại thất. Kính trang trí. Dạ em là Lê Thị Hiệp, em 30 tuổi, em sinh ra ở Thanh Hóa, học đại học ở Hà Nội, công tác ở Lâm Đồng, rồi sau khi lấy chồng xong em lại về Bình Dương. Hiện tại thì em đang là giảng viên của trường chính trị. Hai em là gặp nhau ở đâu trong trường hợp nào? Tụi em thì cùng quê, gặp nhau thì từ hồi lớp 6. Khi mà anh ở xã khác nhưng mà được du học sang xã em, biết nhau thôi. Chưa để ý. Nhưng mà không có gì để ý hết. Thì sau này đi học đại học vẫn chơi bạn bè, tại vì em học đại học Hà Nội, anh học đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó khoảng 10 năm bạn bè về quê ăn Tết. Tụi em gặp nhau trong một chuyến họp mặt bạn bè gặp lại, vẫn biết nhau, vẫn liên hệ đôi khi qua chat này kia nhưng mà không có thân thiết. Nó xảy ra một cái tình huống là khi Tết xong có hai người vào Nam công tác. Thì lúc đó em về Bảo Lộc Lâm Đồng, còn anh này thì về Sài Gòn. Thì cùng là trên con đường vào Nam thì trên đường đi thì anh này anh hỏi thăm nhiều nhất. Anh quan tâm xem để say xe không, ăn trưa này kia. Thì lúc đó cũng bắt đầu có suy nghĩ cùng ở trong Nam công tác thế được 2 ngày. Anh hỏi luôn có lấy anh không? Cái động lực nào mà khiến em là phải hỏi một cái câu mà nhanh gọn. Mình đi vào trong Nam thì đúng là 10 năm, gần 10 năm. Bắt đầu với trở về quê hương một lần đầu tiên. Tình cờ trong cái vụ các bạn rủ nhau karaoke thì thấy cô này vẫn chưa có người yêu, chưa có gì cả, thì thôi thì thấy đấy được mình gạt được thì mình gạt thôi. Thì em cũng nghĩ là hai gái thì tán đùa nhau thôi, rồi thì mình cũng bảo thì lấy thì lấy, ai dè em sao không phải em lại thế này đi vào thẳng luôn. Lúc đấy có thể gạt được rồi là chín rồi đấy. Cho nên là không phải lăn tăn nữa. Chưa đầy 2 ngày thì hỏi xem vợ đúng anh ý gọi điện không. Về nhà xin cưới thì luôn. Mình gọi trực tiếp về cho bên ngoại. Bà ngoại mới bảo sao chưa biết gì mà đã các con đã tìm hiểu chưa? Bảo con tìm hiểu kỹ lắm rồi, từ năm lớp 6 đến giờ. Thế cô bảo mà từ năm lớp 6 đến giờ mà mẹ đã gặp con bao giờ đâu? Bảo con gặp mẹ nhiều nhưng mẹ không gặp con thôi. Thế là xong thì nói xong bảo thế thì bây giờ mẹ giúp giùm con là mẹ xem coi trong cái năm này vợ chồng con là cưới ngày nào, tháng nào. Thế thì xong bà cũng bảo thế để mẹ coi thế nào đã. Bà đi xem thì bà bảo tháng 12. Không, ban đầu là lừa đảo em. Em thì bảo là thôi thì nếu mà đồng ý thì cũng cứ từ từ mình tìm hiểu rồi một năm sau mình cưới cũng được. Tại bây giờ em 26 rồi 27 tuổi mình cưới, tại mình tránh tuổi kim lâu gì đó. Anh bảo một năm. Ai dè mới nhận lời được 2 ngày anh bay vào. Em thì dạy ở giữa thành phố. Lên thì học sinh ra lúc đó làm đoàn. Học sinh chưa bao giờ nhìn thấy cô đi với một chàng trai nào hết. Thì nó chặn xe máy nó ra nó cứ cô đi với ai chú tên là gì lôi giật vào lớp. Thế anh thấy ngon lành quá anh về anh nghe. Xin cưới thì cũng hứa ở một năm. Về được 2 ngày sau anh lên anh nói nhà anh nói là cuối năm cưới được tháng 6. Lúc đó mình chót nhận lời rồi thôi tháng 6 cưới. Trước khi gặp lại cô này thì em có người yêu chưa? Trời tá lạ luôn. Tá lạ luôn. Chắc bị sự cố vậy đó. Nên là giờ gặp đây mà muốn cưới liền đúng không? Thì đó, lý do gì tại sao mình thực ra không phải là lý do vì cô này cô kia đâu, nhưng mà tức là khi mình hỏi thì quan trọng là mẹ vợ cũng khuyến khích thôi. Mình gọi thì mẹ vợ bảo là hai vợ chồng là cặp trời sinh. Mẹ thấy trời sinh thì cưới vào tháng nào tốt nhất. Thế bà kêu bảo tháng 12 là tốt nhất, nhưng mà tháng 6 thì cũng được. Thế bảo thế thôi mẹ ơi, mẹ rút ngắn khoảng cách thì phải chuyển về tháng 6 cho con. Tôi em là có em bé. Dạ, em bé là gần 3 tuổi. Là được 3 tuổi. Em bé là được gần 3 tuổi. Dạ, và ở với nhau được 3 năm. 6 tháng. Có vỡ mộng gì với ông Minh này không? Trời, sau khi cưới về thì phát hiện một số điều. Cái phát hiện đầu tiên là trời cũng cao ráo, đẹp trai, hoành tráng mà sao? Có lẽ nào mà mình nhìn nhầm hay mình mở mắt sao lấy về mình thấy lùn dữ? Cái đó không phải tật xấu, đừng tội nghiệp người ta. Em cũng băn khoăn nhưng mà không phát hiện ra. Xong mẹ vợ có việc đi ra ngoài mà bỏ quên dép trong nhà thế sợ đại. Thế là mẹ phát hiện ra, mẹ bảo phải. Tận hôm nay tôi mới biết cái chân thật của anh. Cái này là bị con thôi, bởi vì thứ nhất là cái thằng em nó ngắn hơn mình.
thế là nó làm cái giày, nó đóng cái giày, nó đôn lên. Thế là nó đi lại không vừa chân nó, thế là cuối cùng mình bạn đi vừa chân mình. Thế là đi lượm đi luôn. Thì vào cái vùng hôm mẹ vợ tự nhiên đi vào lại thấy nhễu nghệ nên bảo à hôm nay tôi phát hiện được anh, tưởng phát hiện cái gì. Bảo ai ngờ anh đi giày cao gót. Thật ra cái chuyện mà đi giày cao gót có cái gì đâu mà xấu. Giống như nè, tôi mỗi lần tôi dẫn chương trình vợ chồng son tôi phải mang giày cao gót. Thì phải bằng chị không có. Bằng được chị không có, nhưng mà chưa bằng bả nữa. Thôi, bây giờ vậy nè, sẵn ngon miệng á, cho chồng kể tật xấu của vợ trước đi. Nói chung là nhiều thì nhiều lắm. Chẳng hạn như mình nghĩ rằng một cô vợ người cùng quê này, mà sống chơi với nhau cũng lâu rồi, nghĩ đâu cũng ngăn nắp, ai dè đâu về không ngăn nắp chút nào, về cũng cứ bề bộn chỗ nào cũng dục, thậm chí đồ đi làm về cặp sách rồi là quần áo đi tới đâu thả tới đấy. Chồng về chồng bảo là thôi em chịu khó em vắt gọn lên cho con cái nó học tập theo. Thế kêu xong ngày mai lại cũng thế, lại cũng bỏ lại, xong cuối cùng em bực mình em cứ cho thùng rác, cho thùng rác cho vài lần, xong cuối cùng vẫn không được. Bây giờ cái đang bảo thế thì có cách nào để cho vợ khắc phục được cái vấn đề là bê bối này không? Vợ mới bảo là thế thì đi tham gia vợ chồng son đi em hứa cho. Đi tham gia đi cho em hứa. Có lẽ là em gài đúng không? Dạ không. Vì hả, nhiều khi em cũng sửa được nhưng mà tại anh ấy cằn nhằn nhiều quá, ghét để vậy cho bỏ ghét. Nhiều khi em cứ cảm thấy anh nói chuyện với em giống như mẹ chồng nói chuyện với nàng dâu, soi mói. Để ý, mình thì tính mình kỹ lưỡng, tất cả những cái việc gì mình làm là mình đều tính toán và mình đều xem xét rất là kỹ, kể cả công việc trong gia đình. Cằn nhằn nhiều quá. Đấy, bây giờ rối loạn rồi đó, bây giờ kể qua kể lại rối loạn rồi đó. Bây giờ nè, thứ nhất là bừa bộn nè, đúng không? Thứ hai nữa là gì? Ghen dữ không? Ghen dữ. Em thấy cũng bình thường. Em kể, không có bây giờ cái chuyện em hay kể vô. Tính em thì là thấy gái đẹp thì thích nhìn. Bây giờ vợ cứ thấy chồng nhìn gái đẹp là nhéo này nhéo kia rồi là nói xỉa nói sói nhiều thứ. Hôm tuyển có cô thư ký chưa về đến nhà nhìn thấy cô đã nhảy lên rồi. Bảo không được tuyển cô đấy. Không, tại vì hả, trước đó là hai vợ chồng đã bàn nhau về việc tuyển nhân sự. Thế vợ chồng bàn nhau là mình thì đặc trưng là về kinh doanh xây dựng thì nên tuyển một người nam biết thiết kế, biết cash rồi biết này kia, rồi mỗi khi hàng xuống hàng lên thì có thể giám sát tại công trình. Vợ chồng đã bàn nhau vậy rồi. Trời, về nhà nhìn thấy một em trời xanh ngon mơn mởn ở trong nhà. Xanh ngon đấy chị. Mẹ luôn. Tuyển này là tuyển làm việc ngay bên cạnh, đi công tác cùng rồi này kia, mà chồng em thì cũng hay đi công tác dài ngày. Thế xong em cứ nghĩ mình ở trên trường cả ngày của mình mà mình phải dỡ chứ, cẩn thận cùi lửa này chắc. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, em thấy cũng con gái thì công trường cái thứ nó cũng không phù hợp, cho nên dù sao em phản đối nó cũng là đúng. Chưa làm gì hết. Mục đích sử dụng của người ta là khác mà. Em thấy em cũng có lý rồi, sau đó anh cũng nghe lời em, anh tuyển một trợ lý nam, em thấy hoàn toàn hợp lý, phù hợp. Là xong rồi gì, coi như cái vụ đó là xong rồi. Xong gì rồi đó. Vậy là ghen cái đó đâu có gì đâu, kinh khủng. Không, còn nhiều cái lắm. Đó là cái nào đó. Mà em ghen là phải có thật em mới ghen chứ không phải không ghen trời. Thế là bây giờ chỉ có một cái cô nào đó mà nhắn nhầm cái tin nhắn vào số điện thoại của em thôi là cả một đêm nó nghe kinh khủng. Và cái hiện tượng mà bị nhắn nhầm vào. Mà chưa hề có một tin nhắn nào nhắn nhầm, nhưng anh cứ dự đoán tình hình vậy thôi chứ đâu đã có tin nào đâu. Ồ, thế cái hôm em không nghe nhảy cứng cái điện thoại của anh lên à? Đâu có gì. Con lần cưới thì em cũng bình thường trêu trêu nữa. Hên sao có mình rước không ế, thế là chị chồng chị bẽo một trời ơi, ngày hôm nay còn nhiều em gọi điện cho chị khóc lóc đấy. Thế kể em bảo ủa ai vậy, có con đó đó đó, ủa còn ai nữa không, con đó đó đó. Thế là chị tuôn ra hết thì em mới phải dằn mặt ngay từ đầu chứ. Ngoài ra thì vợ em còn tính xấu gì nữa không? Tôi hay bà tám mà không lo việc nhà. Cái này là anh hay đổ oan cho em. Như thế. Em làm một tuần á là 7 ngày thì em dành 6 ngày, rồi 7 đêm là cho gia đình hết. Nhưng riêng cái ngày thứ 7 là 8 tiếng ban ngày á là em dành 8 tiếng đó cho em. Mua sắm rồi cắt tóc gội đầu rồi ngồi bạn bè này kia. Anh cứ đổ cho em đi buôn dưa lê, trong khi anh không hiểu là cái ngày đó là cái ngày em dành cho để cân bằng lại sau một tuần như vậy. Mà anh cứ đổ cho em đi buôn dưa lê xong. Giống như nó là trong Nam anh gọi là bà tám. Đổ là đổ sao? Thì nói chung là công việc trong nhà mà nó đang chưa được gọn gàng mà vợ đi ra ngoài này kia là mình không hài lòng. Thấy muốn đi về đến nhà là cứ phải nhà cửa ngăn nắp gọn gàng các thứ thì mình mới hài lòng được. Thế bây giờ em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Chồng em thì cục tính, vợ chồng cãi qua cãi lại thôi là anh ấy nổi khùng lên, tuôn ra đủ thứ vậy đó. Mà con thì lại đang ở cái tuổi hồng nói, thế là vợ chồng cũng cãi nhau về vấn đề này là vấn đề chính đó. Cái thứ hai là chồng ngọt ngào với khách hàng mà chồng chả bao giờ ngọt với vợ, vợ cũng đôi khi cũng thèm thuồng cái cảm giác được chồng ngọt ngào. Có hôm đi làm về con trai nó nhấc điện thoại lên, alo anh chào em có gì không, chờ anh một tí. Con trai nói điện thoại như là, vậy thì là bắt trước bố đó, bắt trước ba thôi. Mà trong khi nói chuyện với vợ, anh ơi hôm nay em bận anh đón con nhá. Thấy bên kia tắt máy rồi.
gọi lại hỏi, ủa anh, em nói anh đón con anh có nghe không? Có. Ủa sao không trả lời thì nghe rồi còn gì? Có nghĩa là muốn chồng mình ngọt ngào, ngào hơn dành cho vợ, đừng cọc lóc rồi đó, đúng không? Chị thấy về này em bước vào cái công trình của em là em phải là người sếp. Chị nói ví dụ vậy, em phải đúng cái công việc là như vậy. Thì em cứ nhớ cái gia đình của mình nó cũng là một cái nơi mà em khi em bước về em phải có một cái áo khoác cho cái gia đình đó. Chứ em không thể lấy cái áo khoác từ cái công trường đem về em áp dụng lên cái gia đình đó được. Em cũng vậy. Chị nói ví dụ vậy, tụi em phải xác định như vậy tụi em mới lấy nhau, tụi em mới gắn kết với nhau lâu được. Còn bây giờ mình muốn cái đối tượng của mình hoàn toàn phải theo ý của mình, khó lắm. Mình phải đặt mình vào cái đối tượng đó ít nhất là được 50%. Ngược lại em cũng vậy. Để tụi em tự biết dung hòa. Chứ bây giờ hơn ai hết là mình hiểu chồng mình nhiều nhất, mình là người hiểu vợ mình nhiều nhất, chứ anh chị đâu có hiểu được tụi em bằng tụi em đâu, đúng không? Cho nên nó theo chị nghĩ, muốn cho cái gia đình mình á nó hạnh phúc, nó gắn kết với nhau thì tụi em nên khi mà bước chân về cái gia đình đó, đừng là cô giáo chính trị nữa, đừng là cái anh mà bên công trường nữa, hãy là ông Minh. Ông Minh và bà Hiệp là bố mẹ của cái đứa nhỏ 3 tuổi đó. Không, chị nói thiệt. Thực ra nếu những cái bực dọc, những áp lực ở bên ngoài hoặc là những cái bên ngoài vào mình ke trong cái nhà mình ít khi nào mình được những điều mình muốn. Chúng ta hãy cùng cố gắng đi để cho các gia đình của mình, con của mình nó được hưởng cái điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn tụi em. Xin cảm ơn em. Em tên là Nguyễn Đặng Hoàng Tuấn, năm nay em 24 tuổi. Em là nhân viên thiết kế, có kinh doanh nhỏ thêm quán nước. Thế còn em? Dạ em tên là Đỗ Gia Linh, năm nay 24 tuổi, hiện đang ở nhà chăm em bé. Tuấn với Linh đó là hai em là quen nhau chắc là từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Đầu đại học thì em bị thất tình. Bạn của em có rủ là đi chơi với bạn cấp 3 của tao không? Thì em mới nói là kệ, giờ mình cũng đang buồn mà, đang thất tình mà, đi chơi cho vui. Thì cái đó là lần đầu tiên em được gặp vợ của em. Ấn tượng của em về cô gái? Cũng nhỏ nhỏ xinh xinh mà giọng thì chát lắm, mà được cái da trắng với lại dễ thương nên em cũng thích. Rồi em làm như thế nào để mà tiếp cận được với bạn này? Em cũng thích rồi thì nên qua hôm sau em có nhắn tin qua Facebook cho vợ của em, cho Tuấn làm quen với Linh được không? Thì vợ em cũng đồng ý. Mà lúc đó thì Linh đã có bạn trai chưa? Có hai bạn. Lớp 12 mà hai bạn luôn hả? Mình đang được quen tìm hiểu ai hợp tính với mình thì mình mới tiếp được chứ. Rồi. Trời ơi, mình là con gái mà tao có quyền tìm hiểu. Chuyện mình ưng hay không mới là chuyện khác nữa. Phải không? Mãi lúc sau này em mới biết quen hai ba người một lúc em tổn thương quá. Rồi bây giờ kể cho anh nghe đi, cái chuyện tình của các bạn như thế nào? Tụi em lúc mà quen nhau thì đi chơi nhau nhiều. Thì quen nhau được cỡ 4 năm mấy thì bác sĩ bỏ cưới. Sợ lúc em sợ, em vui hay là? Dạ sợ, hoang mang. Vậy hả? Còn bạn Tuấn thì sao? Em đứng không nổi. Đứng không nổi gì vui hay gì sợ? Đúng rồi. Kiểu như là lúc đó hoảng của mình chưa có chuẩn bị tinh thần á chị. Lúc đó là chỉ có buổi sáng chuẩn bị đi làm thôi. Cái giờ em nhắn tin qua là coi như là em đứng không nổi. Lúc đó là tuần hơn nữa ba mẹ em đi Mỹ. Mà ba mẹ mà biết cái này là chắc chết. Chắc với ba mẹ rồi. Cũng không biết là em bé được bao nhiêu tháng. Cái hồi cứ đi khám ở bác sĩ gần nhà trước. Lúc em khám đều ra hỏi sao. Cái em ra 4 vậy nè. Cái kêu 4 tuần hả? Dạ không, 4 tháng. Tới lúc đó thì bạn này mới kêu là thôi để tối ra nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ mà không chịu chắc anh dắt em hai mẹ con đi trốn luôn á. Chứ không có để hai mẹ con trong tình trạng này được. Nhỏ nhưng mà xử rất là đàn ông. Rồi sau đó thì sao? Ba mẹ của em cũng trách rồi nhưng mà cũng mừng, tại vì ba mẹ của em cũng lớn tuổi rồi, cũng mong có cháu. Nên ba mẹ của em nói là bây giờ con phải qua bển nói chuyện với gia đình bên kia trước rồi ba mẹ mới qua thưa chuyện được. Đó. Có qua không? Em qua bên kia thì hẹn ba mẹ của em ra ngoài quán cà phê ở gần nhà, thì nói là ba mẹ ơi, tụi con lỡ có thai với nhau rồi. Có thai với nhau rồi. Dạ thì lúc đó ba mẹ vợ của em mới nói là thôi bây giờ điện thoại cho ba mẹ của con qua nói chuyện liền đi, chứ cái việc này gấp lắm, tại vì đúng một tuần lễ nữa là ba mẹ vợ đi định cư sang Mỹ. Đó thì ba mẹ của em qua để bàn chuyện là coi như là đám cưới làm rớp rẽn trong vòng đúng một tuần lễ. Bây giờ chị hỏi tỷ dụ ba mẹ không chấp nhận thì lúc đó tụi em sẽ tính cái đường nào? Dạ thì chắc tụi em tính là cứ nuôi cho em bé lớn ra đã rồi tính tiếp. Lúc đó thu nhập nhiều, có đi làm chưa? Dạ lúc đó là em đã đi làm rồi. Thực ra biết sao mà hỏi kỹ như vậy á, để mà có một cái sự chia sẻ với những khán giả xem đài. Nhất là những cái cặp vợ chồng mà rơi vào trường hợp như các bạn. Tôi đặt giả thuyết ngược lại là cha mẹ không đồng ý thì chắc chắn là sẽ đi đến những bi kịch. Ví dụ không đủ sức nuôi em bé, rồi con đẻ ra ốm đau bệnh tật rồi. Ví dụ quẩn lên đi phá
thì khủng khiếp hơn nữa. Đúng vậy. Bởi vì á, qua cái câu chuyện này thì muốn chia sẻ với các bạn đang yêu nhau, các bạn phải có kiến thức về tình dục để các bạn có thể tránh được những cái trường hợp rủi ro, đúng không? Dạ. Để khi nào mình đủ sức mà mình có thể nuôi bản thân mình và nuôi gia đình nhỏ thì lúc đó mình hãy nghĩ đến chuyện có con. Đủ sức và cái nguồn kinh tế ổn định. Dạ. Đó. Tuy nhiên thì với gia đình các bạn bên đây thì lại rất là vui là vì bố mẹ cả hai bên đều đồng ý, đều chấp nhận và bản thân các bạn kinh tế cũng vững vàng. Bây giờ các bạn đã ở chung nhà với nhau là năm mấy đúng không? Dạ đúng rồi, một năm mấy. Vậy thì một bà mẹ trẻ như thế này, một ông bố cũng trẻ như vậy. Anh đang muốn hỏi là cái cách mà các em chăm sóc em bé như thế nào? Lúc mà mới sanh em bé thì tháng đầu tiên là hai vợ chồng của em thật sự bị stress. Tại vì ba mẹ của em cũng lớn tuổi rồi nên cũng không có chăm phụ gì được nhiều. Thì tụi em là tự thân vận động hết. Ví dụ stress là stress như thế nào? Dạ em bị stress là không biết chăm em bé như thế nào. Mình chăm mình chưa xong nữa rồi chăm em bé mà nó nhỏ xíu vậy nè. Rồi khoảng trong một ngày nó bú bao nhiêu cữ, rồi bú làm sao, rồi hút sữa như thế nào, rồi mỗi lần mà bị tắc sữa là như sao. Rồi tới khi nó lớn, tới khi nó ăn dặm là phải cho một ngày nó ăn cữ đầu tiên rồi ăn như thế nào. Thay tã cũng phải học, coi như là phải học mỗi ngày luôn á. Tháng đầu tiên là nó cứ khóc, em căng thẳng mà ngủ không có đủ, mà mới sinh xong mà em sinh mổ nữa. Cái bị mệt, cái anh này về mặt ảnh hay lầm lì lì nữa. Cái cình nhau chủ yếu là vụ chăm con, cái là dọn phòng. Vậy hả? Yeah. Rồi có lên giọng nhiều không? Lên giọng mỗi ngày luôn. Lên giọng, cho nên là bên đây cũng bị trầm cảm vì cái giọng đó đúng không? Ủa stress luôn đúng không? Dạ. Nói chung là em đi làm về cái em cũng phải chạy tàn tàn ở ngoài đường mấy vòng rồi em mới về nhà. Rồi để đất bất sợ hãi đúng không? Mỗi lần mà thấy chăm con cực vậy chứ ước có bà ngoại khắp lên thôi. Ai cũng vậy. Nhưng bà nội thì lớn rồi, bà nội không có phụ được nhiều. Dạ, đúng không? Với lại do em mới về cái bị lên lần hai chức cái em bị hơi mang. Lần hai chức. Phải khen hai bạn này, cái gì tụi em vừa qua cũng rất là nhanh, thích nghi quá tốt. Cho nên chắc là hai vợ chồng không có tật xấu đâu, ai cũng có điểm mà. Chắc không có tật xấu đúng không? Tại vì tụi nó quá hoàn hảo rồi, đúng không hai đứa? Mình ưu tiên cho Tuấn chứ đi. Chắc bé Linh là không có tật xấu đúng không? Dạ thì về cái khoản mà chăm con á là vợ của em giỏi thật, vợ của em biết tìm hiểu rồi này nọ, nhưng mà những cái khoản khác thì cũng có tật xấu nhiều lắm anh. Đó. Giống như là nhõng nhẽo nè, giống như là em đi làm về lâu lâu á thì em thấy bữa nay thôi mua gì về cho vợ ăn. Thì mua về vậy là quá tuyệt vời còn gì nữa. Thì mua về xong cái mình lên trên phòng mình thay đồ, mình đưa đồ ăn xong cái thay đồ ra hết luôn rồi. Cái mới nói ước gì giờ có thêm ly trà sữa nữa thì sướng hơn. Vậy là phải mặc đồ vô lại đi mua tiếp. Không, nói cho rồi đi ông dạ. Có nghĩa là thay vì anh ơi anh đi mua mà em đi trà sữa thì nó không có nói kiểu đó mà ước gì đúng ước gì không ạ. Rồi còn cái nhõng nhẽo gì mà nó đáng yêu như vậy nữa không? Cái này là không phải là nhõng nhẽo mà là ghen với con. Tại giờ em có con gái về thì cứ bay vô là rửa mặt xong cái là nựng nó hung nó đồ này nọ, thế là có người cứ nói chỏng chỏng đã sinh ra đã chăm cực khổ rồi mà không ai quan tâm ngó ngàng gì tới. Em trời gì em phải coi lại em. Hê luôn. Em cũng rơi vào cái trường hợp như vậy đó, nhiều khi vợ em á tế nhị nó không nói thôi. Thôi không có nên đâu. Nó khóc với chị hoài. Dạ. Hoài. Em hay chọc á là con gái là người tình kiếp trước của ba, cái cơ đã mang thai rồi sinh ra cho người tình kiếp trước rồi cái phải chăm nó rồi thay tã cho nó đủ trò tắm rửa rồi về cái cũng kính nựng nó không mà còn vợ quăng nằm chiều queo một đống. Chưa đâu. Cái này là nhõng nhẽo dễ thương mà có cái nào nhõng nhẽo làm cho em bực bội á. Dạ. Em có một cái quy định ngầm á là lúc quen á phải suy nghĩ kỹ trước rồi mới nói lời chia tay. Còn lúc mà cưới nhau về rồi cái gì cũng phải nghĩ chuyện kỹ rồi hãy tính tới đường xa. Cái gì giận quá thì im lặng qua hôm sau mình nói chuyện. Hay, rồi. Nó hay á. Bây giờ tới cái thật xấu của Tuấn có không Linh? Dạ nhiều, mê gái hồi nãy nói rồi. Mê gái? Mê nhỏ, gái hả? Nhỏ đấy. À mê gái nhỏ, hết rồi, tụi gái ngoài đường. Rồi mê phim, mê game rồi lì với nhây nữa. Mê game? Có nghĩa là ở nhà là bỏ cho em chăm con rồi ngồi. Dạ về cái là hay lấy lý do là anh đi làm cả ngày mệt, về cho anh chơi game thoải mái giải trí một tí. Mà cầm chơi là cái tối ngủ luôn, tới lúc mà chăm nó ca khuya để em nghỉ xíu là cũng chơi. Còn mê phim thì thôi, trời ơi một phim chắc coi cả ngàn lần cũng như lần đầu. Dạ phim hoạt hình với phim Mỹ. Cứ bật tivi lên đi ngang qua tivi cái là đơ. Mà vợ kêu cái gì cũng không nghe. Tội nghiệp bé còn con nít. Bé mê hoạt hình á. Lúc quen á dắt em đi coi một phim hoạt hình của công chúa tóc dài chắc cũng 5 lần, 4, 5 lần. Công chúa tóc dài. Rồi khi mình đi vô rạp có hay bị người ta kiểm tra này nọ không? Dạ bị mỗi lần đi coi phim Mỹ này nọ là bị hỏi chứng minh nhân dân. Vậy hả? Không có tin là đủ tuổi phải không? Dạ. Tại những phim nào mà giống như 16 16 cộng 16 cộng rồi này nọ là cứ tụi em cứ phải bị hỏi giấy chứng minh nhân dân. Rồi bây giờ Tuấn muốn Linh thay đổi điều gì? Thì em chỉ muốn là vợ của em
có nhiều sức khỏe để chăm con tốt hơn thôi. Bờ vai vẫn chắc để mà cho gia đình vẫn chắc thôi là được rồi. Hậu phương. Dạ, làm hậu phương. Dạ đúng rồi. Kỳ vậy mà không thay đổi là thay đổi cái bản tính. Còn cái này đó là cái điều mà tình cảm sẽ chia với nhau thôi. Dạ. Mong muốn thay đổi bây giờ. Em nói là cô này có cái tính xấu gì đó, mong muốn thay đổi nè. Dạ. Bớt nhõng nhẽo lại xíu là được rồi. Rồi, Linh. Dạ. Bớt là mà lại xíu. Với lại bớt mê phim lại tí. Ít nhất là lúc mà coi phim thì vợ kêu cũng phải nghe chứ không phải là cứ dán mắt vô tivi. Ờ, vậy đó. Trời ơi, em có thấy không? Tức là hai bạn này mặc dù còn nhỏ, đã có con, đã có gia đình rồi, nhưng mà cái cảm nhận của chị đây là một cái cặp vợ chồng mà điển hình của cái sự hiện đại á. Tại vì các bạn tiếp cận rất là nhanh, các bạn cũng có cái đầu óc về kinh doanh, về làm việc mình. Nói chung đây là một cái cặp gia đình mà điển hình của những bạn đó. Những bạn trẻ lập gia đình sớm á, thì rất là mừng và rất là mong muốn là các bạn sẽ hạnh phúc như thế này mãi. Và con của các bạn sẽ được hưởng những cái gì mà tốt đẹp nhất các bạn đem đến cho con. Hôm nay có mang con đi không? Dạ, có hả? Khi chương trình phát ra đây đây cho bé lên đi. Mời mời mời. Để cho ông bà ngoại thấy chứ. Đưa đây để tôi bồng cho. Ôi dễ thương quá. Nào, em bé đang giấu mặt và bây giờ em bé sẽ xuất hiện. Rồi, em có muốn nói điều gì với đúng rồi. Ông bà ngoại không? Hai vợ chồng á, nhắn nhủ gì với ông bà ngoại đi. Đây, em nhìn qua. Dạ mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã bao dung bỏ qua cho con vì con làm nên lỗi lầm to lớn như vậy. Cảm ơn mẹ rất nhiều, con thương mẹ. Tấn. Dạ con cũng mong là ba mẹ tranh thủ Tết này về chơi Tết với gia đình tụi con. Dạ. Cảm ơn tụi em nha. Cảm ơn. Em thích những người mà chững chạc, cử là sinh năm 85. Chồng em trả lời là anh sinh năm 85. Anh đang hợp với em đây. Bây giờ nó sinh năm 79 nha. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tiếp một cặp vợ chồng để xem coi họ mang điều gì đến cho chương trình Vợ Chồng Son trong buổi tối hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Dạ em xin chào anh Thuận và chị Hồng Vân ạ. Chào em. Em tên là Vũ Hồng Tân. Năm nay em 37 tuổi. Hiện đang công tác tại Cảng hàng không miền Trung thuộc Cục Hàng không Việt Nam. Em làm việc ở sân bay Đà Nẵng à? Dạ em hiện công tác ở Đà Nẵng ạ. Dạ em chào chị Hồng và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Thị Huyền, hiện tại em đang công tác tại Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ạ. Tụi em từ Đà Nẵng vào đây. Dạ vâng, hai vợ chồng em từ bay. Chắc chắn một điều là tụi em đi bằng đường hàng không đúng không? À, dạ đúng ạ. Tụi em là vào đây là chỉ có hai vợ chồng hay là có ai đi kèm theo nữa không? Dạ có con đi các em ạ. Ô con bé được mấy tuổi rồi? Dạ con em được 6 tháng ạ. Thôi bây giờ em muốn quay cuối chương trình. Đâu. Dạ khoảng giờ đi ạ. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cho em bé. Thay mặt tất cả mọi người ở đây chúc mừng vợ chồng em. Yeah. Vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương. Ôi quá là đẹp trai. Ôi 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 chúng ta cho một chàng vỗ tay nè. Bây giờ có thể là quay em bé ra nha để cho ông bà nội bà ngoại nhìn nè. Đó bà con bà ngoại bà nội nhìn thấy chưa? Ồ thương không? Rồi mẹ xịn mẹ bông con nhá. Thấy chỗ hề hãy kể cho Thuận với chị Vân cũng như khán giả nghe cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ nhau là như thế nào. Lúc đó là em đang đi làm thì giờ giải lao thì có anh bên cơ quan em hỏi em là hợp tuổi nào để anh giới thiệu, thì em mới bảo với anh đó là em thích những người mà chững chạc, cỡ là sinh năm 85 hoặc là 84. Cái lúc đó thì chồng em mới bước đi qua quầy của em, cái anh nhân viên đó mới hỏi chồng em là anh Tân sinh năm bao nhiêu. Mà trẻ bày cái chồng em mới trả lời là anh sinh năm 85. Cái lúc đó rồn rào thì được lên quay cái ạ. Anh hợp với em này, anh hợp với em đây, không biết tự nhiên tại sao mình lại nói vậy nữa. Rồi nghe hàng quá rồi buộc miệng nói luôn đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà khoan xí xí, hồi nãy em có giới thiệu là em 37 tuổi. Dạ vâng, anh 37 thì em là tuổi con dê chứ. Dạ đúng. Như vậy tại sao lại là nói sinh năm 85? Thật tại vì em không bao giờ muốn nói thật cái tuổi thật của mình, tại vì tuổi cũng khá lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em cũng nói 85 thế, bây giờ em nói sinh năm 79 thế nào. Thì tự nhiên cô này bứng bật dậy, anh hợp với em. Nhìn qua thấy cũng mũi cao mà, mắt cũng to mà. Thì đấy, cái cảm giác của em lần đầu tiên nhìn cô này, em đã có cảm tình với cô ngay. Dạ đúng tập. Rồi. Vậy thì chắc chắn em sẽ là người đi cưa. Đúng rồi ạ. Anh nhận em là em có rảnh không thì anh mời đi nhậu. Có trời ơi. Có giờ không? Cái em ư luôn. Sau đó là như thế nào? Cái cuộc nói chuyện cũng vui lắm. Cái em mới bảo là em không đẹp gái, mà sao em chả có người yêu. Cái ông mới bảo em là có người theo em rồi. Cái người ấm theo chị. Em mới bảo chứ anh biết là chỗ nào dài cho em không? Cái anh biết. Cái anh mới dẫn em đi xem bội.
Cái đi xem bòi ba lên nó hụt, không có ai có bòi cho em hết trơn. Anh lừa em cái chủ cái bòi á chị. Cái chủ đó đâu có ai bòi đâu. Cái giả bộ dắt đi thôi phải không? Cái lần thứ tư em tức quá rồi, em sống thẳng ở nhà em hỏi luôn. Con em bố mẹ đi đâu, con có ai có bòi không con? Dạ bố mẹ con đi làm mà ai coi bỏ hết trơn. Có nghĩa là em cố tình giả bộ là dạ, dắt đi coi bói nhưng thực sự để cô đi với mình. Đúng rồi, có cơ hội. Có cơ hội ở gần cổ. Dạ. Chiến thuật hết trơn á. Cũng dữ dằn lắm. Dạ, cạo da lắm chị. Cạo da. Cạo. Con thời gian bao lâu? 3 tháng ạ. 3 tháng là mới bắt đầu yêu nhau. Cưới nhau luôn chứ không phải yêu nữa rồi. Tức là yêu trong 3 tháng là cưới luôn rồi. Là cưới luôn, lý do? Cô ấy thì đòi là 2 năm nữa mới cưới. Phụ nữ nói mình cứ nghe thôi. Mà kệ, mình cứ làm theo những gì mình làm. Là em vượt qua tất cả để mà em đến em cầu hôn mà em cưới cổ, hay là có một sự tác động gì của ai để mà khiến cho đám cưới nó nhanh như vậy? Ông bà nói phụ nữ mà eo to là dĩ đại nên em nhìn thấy cô ấy eo to chắc đẻ tốt nên mình lo cưới sớm làm tới luôn đó cho chị. Làm tới luôn sao? Nãy giờ nói mà không hiểu, nhìn cái lòng vòng nhìn vậy là biết rồi, có nghĩa là anh này á là ảnh thấy cô này là vậy được rồi, ok rồi, cho nên những gì mình suy nghĩ là mình cứ thế mình làm thôi. Anh chủ động đúng không? Có nghĩa là bác sĩ biểu cưới đúng không? Đúng không? Đúng em. Thôi bây giờ hỏi cô vợ đúng không? Dạ cùng đụng mà. Nhưng mà khi mà bác sĩ báo cưới rồi, dạ, hai gia đình như thế nào? Gia đình em sầu lắm, không có muốn cho em cưới. Lúc mà hai vợ chồng bàn tới chuyện cưới rồi, em mới hỏi là nhà có ai không? Kia có đứa em gái. Nghĩ chứ bây giờ nếu mình nói cho bố cho mẹ thì mình không biết ai là người dễ tính, ai là người khó tính. Hay tốt nhất là nói chuyện với em gái trước. Quân sư cho em. Quân sư cho em. Mày ghê thiệt á. Rồi sao? Em mới nói với lại em gái em ấy là bây giờ anh chị có một bí mật này, em đừng có kể, anh kể với em thôi, em đừng có kể lại với ai nghe, anh hứa với anh nghe. Anh ra hỏi sao thì anh chị rồi có em bé, thì em coi sao chứ để bố mẹ phản đối ghê quá. Nhưng mà em nói khéo, nếu có nói đừng nói gì hết ghê gớm nha, chị nói là có tốt cho anh chị thôi để anh chị tới với nhau. Thì cô em vợ thì cũng nhỏ, cô nói toạc luôn với mẹ. Thế là mẹ ra với bố từ đầu là phản đối kịch liệt luôn á. Nhưng mà bố mẹ cái thôi hai đứa nó thích nhau thì cưới nhau cho nó cưới cho rồi. Tụi em bây giờ là đã ở với nhau được bao lâu rồi? 1 năm 2 tháng. 1 năm 2 tháng. Rồi kể cho nghe về tật xấu với nhau đi. Vợ em thì lúc đầu mới cưới á thì hiền lắm, ngoan lắm, nhưng mà từ khi đẻ em bé ra thôi em phải nói là sư tử nguyên bầy luôn. Sư tử nguyên bầy luôn chứ mang con nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ ghê vậy. Không hang gì, độ tính khác hoàn toàn. Dạ. Không hang răng. Một đêm mà nha, bắt em thức lên thức xuống 3-4 lần, thà mình dạy được rồi cho con bú được rồi đi ngủ không, vòng mà vậy thay quần cho em, thay tã cho em, lấy nước cho em này. Cho em nào? Em bé à. Sáng dậy phải lo nấu ăn sáng cho vợ ăn, vợ thích món đây là phải nấu. Không ăn đó. Chưa đâu, nếu như gào đâu, gào kinh lắm. Gào à. Nếu như bạn không làm thì cô ấy. Dạ, gào thét lên, thậm chí còn đánh chồng nữa chứ. Thôi yêu thôi. Nhưng mà đánh yêu thôi, chứ đánh phải đi vào bệnh viện đâu. Rồi còn gì nữa không? Hiện tại thì em chỉ nói thôi thôi. Chị dám nói vậy thôi đó. Có thêm được miếng nữa được không? Đâu có nữa mới thêm ánh. Rồi dằn kìa, dằn rồi đó chứ. Dằn rồi. Hỏi vợ, vợ có ghen em không? Anh ấy một cái người mà đàn ông mà nói chung là ăn nói và rất là khéo nha, khéo như vậy lắm á, không có sợ không? Lại về thì không sợ, nhưng mà vẫn có ghen chứ. Nhiều gái bú lắm chị ơi. Sinh nhật chồng em, có con bé nữa nhân tin ô bá, chúc ô bá sinh nhật vui vẻ. Cái em đâu biết ô bá là ai đâu. Cái em hỏi chồng em là chứ cái con ô bá là ai đấy. Con ô bá là con nào? Tiếng Hàn Quốc là giống như là anh yêu cái gì đó. Cái vằn vèo cả buổi mà không có trả lời tớ, không biết. Cái chó quá. Cái hôm sau hai vợ chồng đang nằm nói chuyện với nhau cái hỏi sao dạo này không thấy ô bá nhắn tin nhỉ? Vừa nói tức thì cái ô bá nhắn tin. Cái em cầm điện thoại chồng em thấy tin nhắn, em mới cầm đấy. Ôi bà đang làm gì đậy ngủ chưa? Cái lúc đó em tức điên lên, cái em mới nhận lại là ô bà đang ốm vừa ngủ, đừng nhắn tin nữa. Cái gì từ đó không nhận nữa. Mà giờ em cũng không biết người đó là ai luôn. Dạ đúng rồi. Thì con nói đúng ghê, em đúng anh chồng, bây giờ em không biết người đó là ai luôn. Thôi tôi không ngờ hôm nay chị Vân chỉ lại là thôi về để em mệt đó nghe. Rồi còn gì nữa không? Nói chung là trong em một người tuyệt vời ạ. Tất cả những công việc mà những người phụ nữ khác họ phải làm, có nghĩa là thay bỉm cho con, với lại là những việc vặt như lau tái hoặc là dọn bỉm cho con mỗi lần em te hoặc là em đi ý là chồng em làm hết, em chỉ việc trong bụng thôi ạ. Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em chỉ mong muốn một cái là cô ấy nói năng cho nó có một cái chút gọi là ý tứ xíu, là suy nghĩ trước khi nói. Dạ thế còn em?
Dạ em thì chị mong chồng em đừng có hút thuốc nữa. Chị nghĩ là cái này thì chồng em chắc chắn sẽ làm được rồi. Ngày hôm nay nghe vợ nói một câu mát ruột không? Chồng em là một người tuyệt vời đó. Vậy em bỏ luôn cái kia, nó là em là tuyệt vời nhất. Thì cái vợ thì em bỏ rất là nhiều rồi. Chẳng hạn như em rất là thích thú vật á, em nuôi chó đồ đó. Mà giờ có vợ có con là cũng phải bỏ chó vì con, không? Nhậu nhạt thì em cũng gần như là bỏ hẳn rồi. Bây giờ còn mỗi thuốc lá thì cày hút mấy điếu thì chị nhái cũng bỏ luôn thì em cũng chẳng. Từ từ đúng không? Dạ. Thì chẳng thà mình chấp nhận mình là người chồng tuyệt vời vợ. Dạ thôi em còn... tuyệt vời được rồi, không cần tuyệt vời đâu. Đúng rồi, bỏ hẳn luôn nữa là tuyệt vời sức khỏe. Rồi chúc cho hai em luôn luôn đầy ắp tiếng cười trong gia đình và có thật nhiều sức khỏe để chăm em bé cho thật tốt nha. Yeah, rồi cảm ơn em, hai anh chị sức khỏe. Cảm ơn em. Em xin chào chị Hồng Vân cũng như anh Quốc Thuận cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em hỏi tên đầy đủ là Lê Minh Chương. Hôm nay em 29 tuổi. Hiện tại công việc của em là em làm ca sĩ tự do cũng như là hỗ trợ vợ em là chăm sóc khách hàng bên mảng dinh dưỡng. Ca sĩ tự do đúng không? Đó, gọi là bên mảng dinh dưỡng. Mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em là Phạm Tuấn Thảo, em đến từ Quảng Trị, miền vùng đất nắng và gió, gió Lào ấy. Dạ vâng. Thì rất là vinh dự khi được tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Hay quá. Chưa bao giờ mà. Bao nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ con 23 tuổi. 23 tuổi. Dạ vâng. Giọng Quảng Trị nghe dễ thương nhỏ nha. Xíu ừ. Giọng Quảng Trị. Ôi cô năm 23 tuổi là cô chưa có miệng miệng tình yếu á. Sớ sớ thôi. Mà 23 ta là có gia đình rồi đó. Đây là rồi. Có gia đình rồi. Nhưng mà em có em bé chưa? Dạ vâng, em có rồi ạ. Có luôn rồi kìa. Đó. Ê, có phải là trong một dịp nào đó em đi trong một cái chương trình văn nghệ, thế là em thế bắt bạn gặp hát. Bạn này hát trên sân khấu và em mê ảnh, em cua ảnh, đúng không? Dạ, thực ra là như thế này này. Lúc mà em ở chăm mẹ ở ngoài bệnh viện Trung ương Huế đấy, em là xuất thân là từ ngành điều dưỡng. Thì nghe mẹ là nghe tin mẹ là đang bị bệnh thì em phải cũng có làm việc ở trung tâm dinh dưỡng Nutri Home ở thành phố Hồ Chí Minh rồi 2 tháng. Thì lúc đó thì nghe tin mẹ là bị ốm thì em mới quay về chăm mẹ ở chăm bệnh mẹ. Viện Trung ương Huế. Thì lúc đó thì em đi tham dự một cái chương trình của công ty em ấy. Thì em hơi mất bình tĩnh đúng không? Dạ vâng. Thì lúc đó người yêu em chia tay. Chia tay em. Thì lúc đó em căng thẳng, vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện một tháng. Rồi người yêu thì chia tay. Nên lúc đó rất là gia đình thì lúc đó em anh chị thì ngày người nào cũng có gia đình. Nên là lúc đó chỉ mình em chăm sóc mẹ thôi. Một tháng trời. Xong thì em mới là lên trên Facebook ấy, em đăng một cái status là muốn đi phượt lên leo núi ấy. Dạ vâng. Thì lúc đó anh chồng em vô comment. Dạ vâng. Đó. Comment luôn. Rồi, comment đầu sao? Tiên luôn. Chưa bây giờ em comment sao chưa? Dạ. Lúc đó em nhớ là em vô comment là thôi bây giờ đi núi Bà Đen với anh đi. Mà không biết là cổ đang chăm sóc mẹ ở ngoài Quế. Sao em nói thôi có gì hẹn dịp đó vô Sài Gòn là gặp. Mà ủa nhưng mà tại nào. Sao em lại là bạn Facebook của cổ hay là vô tình em gặp cổ trên Facebook thôi? Dạ, vô tình có bạn chung rồi em vô thấy avatar đẹp như kết bạn để đó thôi. Dạ. Và comment luôn, cái comment đó là comment đầu tiên với nhau đó đúng không? Đúng không? Dạ. Mà đã dám rủ người ta đi núi Bà Đen rồi, ông cũng dạng ghê. Rồi em sao khi mà nhận được comment đó thì sao? Thì lúc đó em xóa status liền. Xong em vào em nhắn tin với anh chồng của em. Đấy. Em cũng muốn đi núi Bà Đen nè. Là vô inbox đó phải không? Dạ, nhắn vâng. Tin inbox mà dạ, xóa vâng. Status đi. Xóa status. Xóa dấu vết đi đúng không? Dạ, vâng. Mà vô trong hộp thư vô cho inbox nó
em cũng muốn đi nước mà đen mà. Dạ. Ghê vậy đó. Lúc đó là anh chồng em là không có biết là em đang ở ngoài Huế. Đó. Hai người chắc lại là nói chuyện với nhau. Dạ đúng rồi. À. Rồi lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời là lúc nào? Sau cái lần dạ em nhớ là ngày 13 tháng 2 là hẹn nhau gặp ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ. À. Là cái lần đó là cách cái lúc mà nhắn tin nhau là bao lâu? Dạ khoảng như khoảng một tháng á chị. Một tháng sau. Dạ. Là chắc là hẹn là cô ấy sẽ vào trong Sài Gòn. 13 tháng 2 đúng đó. Không? Rồi em ra sân bay em đón đúng không? Dạ đúng rồi. Gặp và lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời. Chuyện gì xảy ra? Đó. Thấy sao? Dạ thấy cô này đẹp quá. Quá đẹp luôn. Body. Đẹp má. Anh lúc đó là anh mang khẩu trang bởi vì dịch Covid ấy. Nên là mang khẩu trang. Còn em thì em mở khẩu trang ra. Em cầm cái vali rồi em mang cái váy ôm body đấy. Xong anh chia sẻ với em là wow, body đẹp thế. Khi mà quen nhau nhiều á, lúc đó anh mới chia sẻ như vậy. Lúc đó sau đó là hai đứa về quán cà phê. Rồi ngồi uống cà phê. Dạ vâng. Ủa nhưng mà em vô Sài Gòn này là em có bà con, em có nhà trong này hay là em vô đây là vì chỉ gặp ảnh thôi? Bởi vì là anh cũng đang lúc mà em bị căng thẳng đấy. Căng thẳng đấy thì anh đăng một cái status là trên những chuyến đi phượt xa, em cần em đồng hành. Như vậy là thấy là chắc là chồng của em là đang gửi tín hiệu đấy. Xong là em cũng có lớp học là lập trình tỷ phú. Là em vào Sài Gòn luôn. Lúc đó cũng thu xếp là ba em vào chăm mẹ rồi các chị gái cũng vào chăm mẹ rồi là em mới vào. Vào thì hai người có gặp nhau. Mình vào Sài Gòn để mình gặp nhau đó. Dạ vâng. Rồi là ngày sau đó thì có đi Bà Đen không? Có dạ, đi có. Bà Đen không? Là đi ngày nào? Ngày 14 tháng 2 luôn chị. Là qua hôm sau đi luôn. Dạ đúng rồi. Rồi chuyện gì xảy ra nữa? Dạ thì có buổi đó có tỏ tình tỏ ơi gì không hay như thế nào? Dạ có chị, có tỏ tình ở một cái quán cà phê rất là lãng mạn. Em tỏ tình với cổ. Dạ. Em tỏ tình hay cổ tỏ tình? Dạ em. Dạ em. Tức là đi vô quán cà phê. Dạ. Hai đứa ngồi uống cà phê. Dạ. Rồi chuyện xảy ra là cô ấy tỏ tình với em. Em sốc không? Sốc chị. Sốc mà đâu. Tại nào giờ mình là người chủ động không anh? Mà cô này là người ngược lại là tự chủ động với bây mình. Bây giờ mình bị lật kèo. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó cô nói sao? Cô tỏ tình với em sao? Cô nói ngày hôm nay anh hãy dành cho em 24 giờ trọn vẹn. Đó. Để mà có thể là cảm nhận được cái tình cảm của em. Em xúc động không? Dạ lúc đó là cảm xúc mình, tại mình đang cô đơn mà anh. Nghe được cái đó mình thấy đúng rồi, tìm đúng người rồi. Thôi chấp nhận luôn. Nhưng mà có cái câu mà hãy là bạn trai em nhé không? Hay là chỉ nói một cách như vậy là để em tự hiểu? Dạ nói vậy là em tự hiểu rồi. Tại vì dành 24 tiếng đồng hồ để cảm nhận được tình yêu của em. Như vậy thì trong có nghĩa là em có dành đúng 24 tiếng đồng hồ. Dạ dư luôn anh, dư luôn. Qua ngày hôm sau luôn. Vậy à là... tức là hai đứa ở gần nhau luôn cho tới sáng ngày hôm sau. Không, dạ, như từ thế này. Từ ngày 14 qua ngày 15 luôn. Như thế này là khi mà chồng em là ngày mai là chồng em lúc quen nhau là chồng em làm bách hóa sinh ấy. Là ngày mai 4 giờ 5 giờ sáng là phải vô ca đi làm. Thì lúc đó em mới là nói là bây giờ 10 giờ rồi, 10 giờ lúc mà 10 giờ ở quán cà phê á, em nói là bây giờ em phải về. Em phải về để nghỉ ngơi, mai em đi làm. Thì em mới nói là anh ơi, dành trọn cho em 24 tiếng đồng hồ ngày 14 tháng 2 đi. Lúc đó thì chồng em mới đồng ý. Cũng lo lắng lắm, lo lắng bởi vì là trên đường về ấy, trên lần đi núi Bà Đen về ấy, là ngồi trên ngồi lại ăn quả trứng vịt lộn. Và lúc đó em thấy nhiều lông, xong em nói là lông rậm rừng Amazon. Xong anh chồng em mới tiết lộ là anh còn gìn nó nha. Lúc đó là
lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gài sao nè, đó người sao anh gài là như này. Bây giờ anh dành trọn em 24 giờ đồng hồ đi, xong anh lúc đó là khuya rồi nên là anh dẫn em vào khách sạn. Vâng, thì vào rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi rồi tí rồi về, bởi vì là 12 giờ thôi. Tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Là không có nghe lời ông đi tắm được không? Run này nè, run sợ quá. Rung lắm anh, lúc đó em rung lắm, sợ mình mất. Sắp bị ăn thịt đó đúng không? Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Rồi sao em, chuyện gì tới nó cũng tới đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa, kể tiếp đi. Đêm đó thì mình nói chung là cũng có ngủ chung. Đó thì cũng có hôn ít này kia. Nhưng mà đợt sau là mới đi Vũng Tàu, là đợt đó là mới là thuộc về nhau luôn. Đêm đó là vẫn còn... chưa có thiệp đúng không? Dạ. Ôi ôi, làm hết hồn. Rồi. Đúng 24 tiếng đồng hồ không? Dạ. Sau cái lần đó là coi như chính thức yêu nhau rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi là yêu nhau bao lâu hai đứa? Dạ. Yêu nhau 3 tháng. Yêu nhau 3 tháng rồi làm đám cưới. Dạ, thực ra thì cái biến cố là em bị căng thẳng, stress, mất kết nối với gia đình. Xong em được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần. Giống như em stress quá đúng không? Dạ, em stress quá. Thì lúc đó là hai bên nội ngoại là... Tức là tất cả mọi người ấy là cứ nghĩ em bị điên. Rồi đưa em vào tâm thần. Nhưng mà thực ra em bị căng thẳng thôi mà. Vào bệnh viện tâm thần thì... em mới gặp bác sĩ, bởi vì em là xuất thân là điều dưỡng. Dạ vâng, em cũng có đi khoa tâm thần rồi. Nên em mới nói với bác sĩ là thực ra em không phải là em bị tâm thần đâu. Bác sĩ hãy tiêm cho em một mũi cho em ngủ rồi em dậy thôi. An thần thôi. An thần. Chích cho em một mũi an thần là em sẽ bình thường lại. Nhưng mà lúc em có sốc không? Lúc đó khi mà em biết được vợ em vậy, em có sốc không? Rất là sốc chị, tại vì lúc đó là nhà em cũng nói sao mày theo nhỏ đó bị điên này kia rồi. Nói chung nhà cũng nói rất là nhiều rồi, bạn bè nữa. Nhưng mà em làm cách nào để mà em vượt qua tất cả để mà em ở bên cạnh cổ trong lúc đó? Dạ, lúc đó em chỉ nghĩ là cổ là mình xem như vợ của mình luôn. Nên là mình ai có nói gì mình không quan tâm. Mình dành hết cái tình yêu thương của mình. Và sau đó là vượt qua được cái điều đó là 3 tháng sau tụi em làm đám cưới. Dạ đúng rồi chị. Cưới là lúc đó là hai gia đình đã ok hết rồi đúng không? Dạ, tức là em có về này thưa chuyện với lại bên gia đình hết rồi. Nhưng mà lúc đó là mẹ em khỏe rồi đúng không? Mẹ em là đỡ rồi. Dạ vâng. Nhưng mà lúc đó... ba mẹ em cũng là đồng ý luôn. Dạ đồng ý. Đúng không? Rồi. Nhưng mà nay được bao lâu rồi? Dạ, nay cũng gần 1 năm rồi đó chị. Gần 1 năm. Hơn 1 năm đấy. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Thực ra là phong tục người miền Trung á là cái là phải khi mà mang thai á là phải cưới. Thì bên nội á lúc đó là mới đi coi bói đi. Đi coi bói là nói là hai đứa này không hợp tuổi đâu. Yêu nhau về là ly tán. Thì nhưng mà gia đình chồng vẫn đồng ý, vẫn đưa rau quả trầu cau ra quê em để rước em vào. Dạ vâng. Lúc đó chỉ có là lễ đính hôn thôi, em nhớ ngày 15 tháng 6 2020. Dạ. Nghĩa là bác sĩ bảo cưới đó. Dạ đại đúng rồi. Đúng không? Bác sĩ bảo cưới đúng không? Vâng. Em bé vừa nay là mấy tháng rồi? Dạ em bé bây giờ là 3 tháng 20 ngày. Dạ trai gái. Dạ trai. Wow. Bên nội chắc cưng dữ lắm rồi nghe, đúng không? Dạ. Rồi lấy nhau như vậy là hai đứa ở với nhau, lấy nhau được khoảng 5. Một năm. Dạ vâng. Dạ. Đúng không? 5. Rồi bây giờ là tới cái phần 2 nè, phần kể thật xấu nè. Đó.
Nó coi chương trình này rồi phải không? Dạ rồi ạ. Thích cái chương, thích cái phần 2 này không? Dạ thích, cực kỳ thích luôn á. Bây giờ đứa nào nói trước đây? Thôi em nói trước đi. Thôi để em nói trước nha. Ừ, nói đi. Dạ. Vợ em mà có cái tắc là não cá vàng, nói trước quên sau vậy đó. Bởi vì em hay cằn nhằn hoài, dặn trận trước cái quên sau vậy đó. Rồi nhiều khi là có như là hơi chậm xíu. Hơi chậm. Mà thông cảm cho vợ. Dạ, thông cảm. Không? Vợ hay bị stress đó. Dạ. Nên em cũng thông cảm được. Phải hết sức là an ủi vợ, nghe, động viên vợ. Dạ. Đó. Rồi còn gì nữa không? Dạ hết rồi, chỉ có anh vậy thôi. Nấu ăn được không? Nấu ăn được anh, rất là ngon. Có nhanh nhẹn không hay là chậm chạp? Chị nghĩ bạn này là chậm nè. Dạ chậm. Đúng không? Dạ. Thấy ăn nói từ tốn, nói cũng chậm nữa. Cho nên là chắc mọi chuyện chắc cũng chậm dữ lắm. Dạ chậm, nói nhanh nhưng mà làm chậm. Gây lộn chắc cũng gây lộn chậm chứ phải không? Chậm anh nhưng mà có chắc... muốn gì không? Gây lộn thì sao? Nhưng mà bây giờ thì em còn stress không? Dạ không, bây giờ em hoàn toàn bình thường rồi. Em chuẩn bị là kinh doanh hợp tác với đối tượng tác là Mỹ ấy. Chuẩn bị là kinh doanh chăm sóc sức khỏe chủ động cho các hộ gia đình. Dạ vâng. Có nghĩa là khi mà em có cái cuộc hôn nhân này, nó tạo cho em cái động cái lực, tức là yêu nè. Dạ vâng. Cái sự mà gọi là hạnh phúc nè. Dạ vâng. Đó, rồi viên mãn nè. Thành ra là với lại thêm có đứa con nữa. Dạ thành vâng. ra là bây giờ tất cả những cái gì mà em áp lực, tất cả những cái gì mà nó động lại trong người á, những rồi. Cái stress là em đã giải vượt tỏa. Qua hết rồi, dạ, giải tỏa hết rồi. Với lại em có một anh chồng nữa. Một anh chồng đó, anh nghĩ là chắc anh rất là vui tính nữa. Dạ. Hát hay nữa. Chiều vợ không? Đó. Hồi xưa em ở Huế đấy, là em thường ra chợ đêm đấy. Là em nghe các anh các chị là hát phố giữa phố đêm. Là em ao ước là sau này chồng mình cũng hát hay. Là ở ngoài Huế là thấy anh Trương là có cái kênh YouTube Lê Minh Trương Official là có hát bài là Tự tin đứng vững trên con đường mình đã chọn. Lúc đó hát hay quá nên em quyết định là chạy vào luôn, chạy vào Sài Gòn luôn. Hiểu rồi. Bây giờ mình hiểu ra là lý do tại sao mà cô vào xong rồi là cô đóng cửa phòng không cho em thoát đó. Luôn. Đó rồi cô tỏ tình với em luôn. Thì ra là mê giọng hát. Cái gì nó có lý do hết chứ gì một à. Đúng rồi. Bây giờ em kể, nếu vậy thì anh có tật xấu gì không? Tật xấu của anh là bảo thủ. Bảo thủ. Vâng. Hay thả bom trước gió đấy. Thả bom trước gió. Lúc đó chồng em rất là khó chịu. Em cũng khó chịu. Xong chồng em mới giải thích là đó là hương vị tình yêu. Vâng. Rồi. Có gì nữa không? Có bảo thủ. Bảo thủ nhưng mà gần đây thực ra là tụi em quen nhau cũng thời gian ngắn. Một năm nay là ở chung với nhau để mình hiểu nhau hơn. Thì gần đây tụi em mới là hiểu nhau. Gọi là và vận hành cái cuộc sống là hạnh phúc gia đình. Còn thời gian qua thì cũng dịch Covid này nọ này. Nên là tụi không em chưa. Dạ vâng. Thì bây giờ bắt đầu kinh doanh lại. Tức là anh chỉ có bảo thủ thôi. Có cái tật kia đâu phải thật xấu đâu, cái đó là tiêu hóa tốt, là tốt cho sức khỏe đó. Có khó chịu với em không? Dạ, nói chung là anh cũng yêu thương em nhiều, bởi vì hiểu tính em á, nên là cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Dạ vâng. Thế tốt rồi. Thế là coi như là bạn này là người đầu tiên của em đúng không? Dạ. Thì thực ra em không những là người chồng mà em còn là một cái gọi là liều thuốc tinh thần cho vợ em. Đúng rồi. Liều thuốc tinh thần cho vợ em thì cổ chịu nhiều những cái mà stress, những cái đau khổ quá. Thành ra là nhiều khi mình, nhất là ngay sau đó là mình lại sanh nữa. Đúng không? Phụ nữ họ thay đổi cái nội tiết tố sau sinh. Cho nên là nhiều khi họ sẽ rất dễ mong manh. Cái tâm hồn họ dễ bị nhạy cảm. Nên chị nghĩ là em đã làm được cái điều là em là cái liều thuốc tinh thần cho cổ rồi, thì em sẽ phát huy thêm cái điều đó nữa.
để cho sau này, chắc chị chỉ biết chắc chắn là sau này khi mà tụi em làm về kinh doanh nó sẽ nhiều áp lực, thì chị mong rằng là em hãy né tối đa nhất có thể những cái áp lực cho vợ em đó, đó để cổ đừng có bị gọi là trở lại cái stress đó nữa là đúng chưa? Nguy hiểm. Yeah. Đó yeah. Ha Cương ha, đó là yeah. Một người chồng nè, một người trụ cột gia đình nè, một người cha nè, cha trách nhiệm của em nhiều lắm đó. Cái thứ hai nữa, trước khi mà hai đứa quen nhau là cổ đã từng là ngưỡng mộ cái giọng hát của em và từng khát khao có được một người chồng mà hát hay, thì bây giờ đã làm được điều đó thì em phải thật sự phải càng quý với cái cô gái này nghe. Yeah. Rồi bây giờ có mong muốn cổ thay đổi điều gì không? Dạ em mong muốn là vợ em là yêu bản thân mình nhiều hơn, cũng như là tốt hơn mỗi ngày. Thực ra là từ khi mà em quen anh Trương ấy là em rất là phấn đấu để nỗ lực làm tốt cái bổn phận của mình, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm con gái của bố mẹ, làm tốt cái nhiệm vụ đó. Dạ vâng. Nhưng mà chị cũng nói em nè, em đừng có tự tạo áp lực cho mình nhiều quá. Dạ vâng. Tại vì mình đã mong manh rồi. Thực ra là mình mong manh lắm. Cho nên là bây giờ mình chỉ biết là mình thứ nhất là em lúc nào em cũng phải thoải mái. Dạ vâng. Em đừng có tự tạo áp lực cho mình, đúng dạ không? Vâng. Và chị nghĩ rằng em cứ như thế này thì là cha mẹ cũng sẽ yêu thương em. Dạ vâng. Chồng cũng sẽ yêu thương em, đúng không? Chăm cho con ngoan, con mau lớn ha. Cứng cỏi bụ bẫm là ok rồi, chứ đừng có tự là mình phải suy nghĩ, tự đặt cho mình một cái áp lực là mình phải sống như thế nào để cho vừa lòng bố mẹ chồng nè, vừa lòng chồng nè, rồi vừa lòng mọi người xung quanh, là em rất mệt. Đúng vậy. Dạ vâng. Đó. Ha Cương ha. Dạ vâng. Hãy tự tin. Không có gì phải lo lắng một cái gì cả. Kệ nó, ngày mai tới đâu thì tới. Mình cứ tiếp tục nha. Tiếp okay. tục với cuộc sống của mình. Yeah. Rồi, cảm ơn Trương và cảm ơn em đã cảm đến ơn. Tham dự chương trình. Yeah. Bây giờ đến cái phần rất quan trọng. Rồi. Rồi. Ok.